Điều 5. Giảm thuế đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Điều 6. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam. 1 Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập. 2. Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập. Điều 7. Kỳ tính thuế. 1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau. A. Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công b kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn thu nhập từ chuyển nhượng vốn trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thu nhập từ trúng thưởng thu nhập từ bản quyền thu nhập từ nhượng quyền thương mại thu nhập từ thừa kế thu nhập từ quà tặng c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 2. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế. 1. Việc đăng ký thuế, kê khai khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây: A. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp. B. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế c các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 9. Áp dụng điều ước quốc tế. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.